Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mới tập câu đơn một cách buộc trục mà đơn giản nha các bạn nhé. Đây, mình thì cũng mới câu được vài năm thôi, thì cũng có chút kinh nghiệm về câu đơn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mới tập câu một cách buộc trục của cần câu đơn rất đơn giản. Đây, mình dùng cần 6m3, 6m3 cần oxy nhé. Thì trước tiên chúng ta muốn buộc trục của cần câu đơn thì chúng ta phải có trục này. Trục mình dùng là trục 5 chấm. Đấy. Dù 1 chấm. Nha. Thì trước khi chúng ta muốn buộc một bộ trục của cần câu đơn thì chúng ta phải buộc đầu chống sốc. Tại vì khi ở đầu cần đấy thì chúng ta nếu mà buộc bằng trục không thì khi giật cá lên có thể tải nặng. Thì chỗ đấy, những cái chỗ điểm đó nó sẽ hay bị đứt. Thì chúng ta sẽ giật làm đầu chống sốc nha. Các bạn cắt cho mình 40 phân, 35 hoặc 40 phân cái dù 1 đấy ạ. Dù 1 chấm. Cắt cho mình tầm 40 phân các bạn nhé. Đây, mình cắt 40 phân dù 1 chấm này. Đấy. Xong là bắt đầu mình xe lại. Mình sẽ vặn lại. Đây, các bạn cứ xe tròn lại nhá. Rồi, khi các bạn xe tròn là các bạn chọn điểm giữa này. Các bạn cầm hai đầu, các bạn thả tay ra này, nó sẽ được một đường xe đôi. Đó, rồi các bạn thắt nút đầu lại. Để cho khỏi trượt các bạn nha. Đây, các bạn thắt nút đầu lại và các bạn gập đôi lại giúp mình nha. Đấy, các bạn gập đôi lại như thế này là có thể các bạn đã là một đầu chống sốc của cần câu đơn rồi. Nhưng mà trước khi gập vào thì các bạn hãy dùng viên chặn. Hãy dùng một viên chặn to thì tốt ạ. Không thì viên chặn là được. Các bạn xuôn cái đầu chống sốc rồi qua để rút viên chặn vào trong cho mình nha. Đây, viên chặn đây các bạn ạ. Đây, các bạn rút viên chặn vào cho mình này. Nhưng các bạn không đừng rút qua nhé. Các bạn là nhớ rút viên chặn để gập đôi cái đầu chống sốc vào cho mình thôi. Đó, và các bạn dùng kéo cắt dây thép đi. Ok. Đây, chúng ta rút dây thép ra và kéo cho nó đều hai đầu. Kéo cho đều đầu dây nha. Rồi. Khi chúng ta kéo đều đầu dây thì chúng ta thắt nút đầu đó lại. Các bạn thắt nút lại giúp mình. Ok, đã xong. Và các bạn có thể cắt được cái đầu thừa này đi rồi. Kéo thật, cắt dù là hơi khó. Được rồi. Được
Rồi, như thế này là các bạn đã xong xong một cái đầu chống sốc rồi các bạn nhé. Thì tiếp theo chúng ta sẽ buộc buộc trục vào. Thì chúng ta dùng trục 5 chấm này. Trước tiên các bạn dùng trục để buộc vào đầu chống sốc đã nha. Đó. Đây. Khi các bạn buộc trục vào đầu chống sốc, các bạn gấp đôi một đoạn trục để một đoạn trục ra cho mình khoảng 10 phân. Gấp đôi nó lại. Được chưa? Gấp đôi lại được chưa? Các bạn luồn qua đầu chống sốc này. Luồn qua cái lỗ đầu chống sốc này. Các bạn lùa vòng cho mình một vòng nha. Đó. Rồi các bạn luồn sang. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta chỉ luồn sang như thế này thôi. Đấy, luồn sang như một nút thắt buộc nhưng các bạn không rít lại. Và các bạn luồn cái đầu chống sốc này luồn qua cho mình. Ok chưa mọi người? Đây nha. Đẩy cái này lên nha. Đấy. Các bạn đưa một ngón tay vào này. Các bạn rít nhẹ này. Các bạn nhìn thấy chưa? Và các bạn kéo. Rất chi là chắc. Chúng ta đã được một đầu chống sốc rất là đẹp. Các bạn cắt đầu trục thừa đi cho mình nha. Tại sao nhiều bạn bảo là ra cần hôm thì hôm nay ra cần này rất dễ, hôm sau ra cần kia rất khó? Chỉ vì nó dài hơn, cái trục nó dài hơn hoặc ngắn hơn cái cần của chúng ta một ít thôi, 20 phân thôi là chúng ta ra cần nó đã khác nhau rồi. Đây. Hôm nay mình chỉ các bạn độ chuẩn của cái độ mình anh em ta nên buộc trục nhá. Này. Đầu chống sốc khi chúng ta đặt vào này, chúng ta chỉ cần dít cái hạt chặn lên, thế là xong, rất là nhanh. Đó, cần của mình là 6,3 m các bạn nha. Nếu anh em mà buộc trục ấy mà anh em không mang cần cái đo mà đo à uôm ấy, một là dài hơn 20 phân, hai là ngắn hơn 20 phân hoặc 50 phân ấy, thì anh em ra cần nó sẽ khó. Đấy. Nếu mà dùng cần 6,3 m thì anh em mình, hoặc là cần 5,4 m hay là cần 5,4 m thì nó sẽ dễ ra hơn, còn từ 6,3 m, 7,2 m và 8,1 m thì chúng ta ra cần nó hơi khó một chút. Thì chúng ta nên đo một đoạn ở đuôi. Chúng ta đo trục từ đầu cần buộc đầu chống sốc rồi đúng không ạ? Thì trục sẽ dài theo cần và đo ở đuôi đi là 20 phân, một gang tay của anh em mình, và anh em mình sẽ cắt. Đó. Các bạn nhìn chưa? Là một gang tay. Một gang tay thì chúng ta là điểm đó là điểm chúng ta buộc mani số 8. Thì chúng ta sẽ cắt đi giảm đi 5 phân. Là cái gang tay của chúng ta 10 phân hoặc 20 phân, thì chúng ta sẽ đo vào cái cần của chúng ta, cái cần đơn của chúng ta thêm 5 phân nữa là chúng ta cắt ở đuôi đi 15 phân. 15 phân nữa là đến đít cần. Đấy là chúng ta bớt đi 15 phân và cắt cái trục của chúng ta ở đấy nha. Ok. Khi cắt trục rồi này thì anh em cho chặn này. Thì anh em nhớ này, chặn là số chặn các bạn đếm là 2 3 và 1. Hai chặn trước này. Tỷ lệ 2, 3 và 1 các bạn nhá. Là hai chặn trước này. Đấy. Xong là đến cắm phao này. Các bạn thấy chưa? 2, 3 và 1 thì là hai chặn trước, xong đến cắm phao. Xong là đếm 3 chặn. Các bạn biết làm sao mà 3 chặn không ạ? Ba chặn này.
Tí mình sẽ giải thích cho các bạn làm sao mà đầu tiên các bạn lại cho hai chặn. Đó, các bạn cho một chặn được, nhưng các bạn nên cho hai chặn. Tại vì khi chúng ta câu ở điểm này, chúng ta hôm nay câu hoặc là các bạn bắt đầu đến câu, các bạn đưa lên hai chặn. Thứ nhất, giật con, khi giật cái phao nó sẽ không đẩy cái chặn lên, thì lần khi mình thả xuống của phát giật sau thì chúng ta sẽ không bị chênh lệch phao. Và cái thứ hai, khi các bạn muốn cân phao, các bạn muốn gì thì cái chặn trên các bạn vẫn giữ nguyên, thì các bạn đã có cái mức sẵn rồi, các bạn chỉ hạ cái chặn dưới xuống để đưa phao xuống để cân phao thôi, thì các bạn sẽ không phải đo mực nước lại. Đấy, sẽ là hai chặn trên này, đến phao là đến cắm phao này, sau đến hai chặn dưới này để giữ phao này, và một chặn là ba đấy, là cái trong ba đấy là cái chặn đấy là giữ chì. Thì sau ba chặn thì các bạn cho chì. Đây, anh em có chì lá, các anh em biết rồi đúng không ạ? Đi câu thì chúng ta biết rồi, chì lá thì chúng ta xuôn vào để cân phao sau. Đó, rồi đến một chặn nữa, một chặn là chặn này là chặn chì dưới, chặn vào giữa chì và mani số 8. Ok rồi, khi chúng ta dùng chặn xong, chì xong, đến lượt chúng ta buộc mani số 8. Nhiều anh em sợ buộc mani số 8 là hay bị đứt. Đây, mani số 8 các bạn nên chơi loại mani số 8 càng bé càng tốt. Nó bằng sắt mà, thì nó sẽ không bao giờ, nó bằng đồng đấy, bằng sắt đấy thì không bao giờ nó gãy được đâu. Nên là chúng ta dùng mani số 8 thì cái đầu to nhá, đầu to các bạn buộc ở trục trên. Đầu bé thì dùng buộc vào thẻo. Thì trục trên thì các bạn nhìn mình buộc mani số 8 nhá, cũng giống như buộc chống sốc, các bạn gấp đôi trục vào để ra 5 phân nha. 5 7 phân và gấp đôi cái trục vào. Đây, mình có thể ngồi gần hơn để cho các bạn nhìn cho nó dễ. Đây nha, mình gấp đôi cái đây này, đầu trục của mình đây nha. Đấy, mình gấp đôi vào này. Các bạn luồn qua mani số 8 nha. Mani số 8 thì các bạn buộc ở một đầu, nó sẽ có một đầu to hơn và một đầu bé hơn đấy ạ. Chúng ta buộc vào đầu to, đầu bé để buộc thẻo nha. Rồi, các bạn luồn luồn đầu trục qua mani số 8 này. Ok chưa ạ? Các bạn luồn qua, các bạn nhìn rõ không ạ? Đây, luồn qua nha. Chúng ta luồn xuống dưới này. Đây này. Chúng ta lại đút qua lỗ của cái đường luồn, chúng ta như kiểu buộc một nút đấy ạ. Đây nha, anh em nhìn thấy không? Này, mani số 8 là chúng ta buộc một nút này. Đấy, chúng ta giữ lại nha. Và luồn cái số 8 qua cái nút đó. Và cầm cái số 8 chúng ta kéo. Kéo để cho cái điểm này nó, cái nút lồng này chúng nó lên nha. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, khi nút lồng nó lên qua nút thắt rồi thì chúng ta luồn ngón tay vào này, ngón tay út cũng được này. Đây nha, anh em nhìn thấy chưa? Và chúng ta thắt ở cái điểm tròn này trước. Đấy. Chúng ta rút này, các bạn nhìn này. Ok luôn, cực là chắc luôn, một cách buộc rất chi là dễ. Buộc chỉ có một đường buộc, và buộc kể cả số 8 hay là chống sốc chúng ta đều buộc được. Và cắt điểm thừa đi nhá. Xong phin. Đây, chúng ta đo từ điểm đầu cần đây. Hết trục chúng ta sẽ thừa ra khỏi cái của chúng ta, nó sẽ dài xuống đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nó là 20 phân. Nó là đúng một gang tay đấy các bạn ạ.
Các bạn nhìn thấy chưa? Đây mình đo đây, đúng một gang tay. Đấy, money số 8 đây. Đấy, chúng ta đo đúng một gang tay. Thì khi cái thẻo của các bạn buộc vào đây nữa thì nó sẽ dài hơn cái cần của chúng ta, là khoảng cái thẻo dài sẽ dài hơn khoảng 5 phân và cái thẻo ngắn thì sẽ bằng với lại cái đít cần. Thì các bạn ra mồi rất chi là dễ, các bạn không phải văng không phải gì mà các bạn chỉ cần đưa nhẹ tay là mồi nó sẽ ra thẳng đẹp luôn. Đấy, hôm nay thì giới thiệu với các bạn là cách buộc trục của cần câu đơn. Đấy, thì mình buộc trục rồi thì mình buộc luôn thẻo vào cho các bạn nhé. Đây anh em mình dùng thẻo đây. Mình dùng thẻo cước 1.5 nhá. Đấy, khi buộc thẻo thì chúng ta gấp lại này. Thì một lưỡi trên, một lưỡi dưới này. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? Đấy, hai lưỡi cách nhau 10 phân. Lưỡi trên và lưỡi dưới cách nhau 10 phân. Mình thích buộc thẻo dài nên là thẻo của mình thường thường là nó rơi vào là một bên là 20 phân và một bên 30 phân đấy các bạn ạ. Thì buộc thẻo cước chúng ta cũng buộc đúng như vừa xong nhưng chúng ta không luồn. Vì khi nếu mà luồn thì cái vết cước thẻo của chúng ta nó hay bị gập nổ. Khi giật cá sẽ hay bị nổ. Thì mình mách cho các bạn cách buộc thẻo cước. Buộc thẻo dù thì các bạn buộc đúng như vừa nãy cho mình, cực chắc luôn. Luồn qua một vòng và luồn lưỡi qua. Nhưng mà nếu buộc thẻo cước, các bạn nhìn nhá, mình đút thẻo cước qua này. Đút đầu thẻo cước qua money số 8 này. Đây ạ. Đây. Lần này cho các bạn nhìn cực rõ nhá, luồn thẻo cước qua money số 8 là các bạn luồn dài thoải mái chưa ạ? Đây, luồn qua money số 8 nhá. Đấy. Bạn giữ lại này. Các bạn luồn qua để như kiểu nốt buộc ấy ạ. Đúng chưa? Đúng chưa? Đây. Các bạn rút cái là thắt này. Đấy. Nhưng các bạn không buộc ngay nhá. Các bạn lại vặn cho mình thêm một vòng nữa. Đây nha, các bạn vặn cho mình thêm một vòng nữa, lại đút qua này. Đấy. Các bạn vặn cho mình thêm một vòng nữa là vòng thứ 3. Khi các bạn vặn được 3 vòng. Đấy, cái đoạn đấy của các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ như này và các bạn cầm là các bạn rút vào là chặt căng. Còn nếu thẻo dù, các bạn chỉ còn đút qua một lần và đút cái lưỡi này qua lỗ đó và các bạn rút thì là cực chắc, không bao giờ tuột ra được. Còn thẻo cước các bạn chỉ cần rút như này cho mình này. Đấy, nếu mà thường thường những cái này nha, các bạn nhấm một chút nước bọt vào thì khi rút nó có nước thì cái thẻo cước của chúng ta nó không bị nổ, nó không bị nứt cái thẻo nhá. Hoặc chúng ta có thể sấp nước đi thì cái độ cước nó sẽ dẻo hơn mà nó sẽ không bị nứt, bị nổ. Đây các bạn nhìn rõ chưa? À, khi mình rút phát là nó sẽ chết luôn vào đây, nó sẽ chặt luôn vào đây. Thì các bạn thoải mái giật con cá tẹt ga, không bao giờ lo ảnh hưởng gì đến thẻo đến trục cả. Đấy, video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần ở video lần sau nhá. Chúc các bạn buộc được những bộ trục, bộ thẻo tốt, câu ngon lành nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá.